Kinh Đông, Củ Chi, nước trong xanh, tuyệt đẹp, mặt tiền. Tuyệt vời ha, phong thủy quá đẹp luôn. Đó. Đây là kênh nước lớn, đường này sẽ được làm. Phía trước đó là chợ nhé, chợ Từ Phát. Còn lúc nãy là mình đi qua chợ Suối Hùng, là chợ chính quy, rồi ủy ban Độc Tân, rồi trạm xá, đó. Trường học, rồi các cái tiện ích. Nhà nhà là coi như là kinh doanh các mặt hàng, các lĩnh vực. Rất là tuyệt vời. Đây là cả một khuôn viên, ba mặt tiền luôn. Mặt này, mặt đằng kia, ba mặt tiền luôn. Đấy, bây giờ nó mới xào của khuôn viên, rồi nó sẽ đi vào chi tiết, cắm từng lô luôn. 44 nền. Tất cả các nền đều đã có thổ cư. Đấy, đường nhà nước này, đường cỡ cây nhà nước này, đường đây cũng nhà nước này. Mỗi nền này ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu chị ha? 24.